Ngay sau khi được bàn giao cơ sở thu dung điều trị COVID-19, Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh đã khẩn trương triển khai lắp đặt các trang thiết bị y tế, hệ thống giường bệnh, máy móc cần thiết cho các phòng và tổ chức vệ sinh sạch sẽ để đưa vào hoạt động cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cái việc mà điều trị thì chúng tôi đã xây dựng cái phương án cụ thể rồi. Và chúng tôi đã có cái cơ cấu các cái tổ điều trị. Đấy. Thì chỉ có khi đưa bệnh nhân sang đây thì chúng tôi các cái tổ này sẽ sang thực hiện ngay ở tất cả các cái vị trí như là tổ điều trị trực tiếp này, tổ phục vụ này, hỗ trợ này, như là dược này, như là bảo vệ này, như là hành chính này, đấy, để phối hợp hỗ trợ cho cái tổ. Đấy, tổ chúng tôi thành lập là 6 tổ, hiện nay là có một tổ đã thực hiện này, chăm sóc và điều trị F0 tại bệnh viện rồi. Đấy, cái tổ này sẽ được nghỉ sau khi mà hoàn thành cái việc điều trị. Đấy, cái đối tượng hiện nay đang ở tại bệnh viện Đa khoa. Và cái tổ thứ hai này sẽ tiếp tục này, bắt đầu sang đây để tiếp quản và thực hiện. Và cái tổ này thì là thực hiện cho đến khi là bệnh nhân cái trong cái tổ đó này, tiếp nhận. Khi nào khỏi được giải phóng ra viện thì cái tổ tiếp theo khác lại thực hiện. Đấy. Có thể nói là đến giờ phút này thì có thể là tiếp quản và sử dụng cái khu vực này để mà thu dung điều trị F0 tại đây được rồi. Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Lang Chánh có công suất 30 giường bệnh, thực hiện chức năng thu dung điều trị chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân COVID-19 theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Các phòng bệnh được thiết kế thoáng mát, chia ra nhiều phân khu khác nhau, phân khu điều hành, khu bệnh nhân mới tiếp nhận, khu bệnh nhân có triệu chứng, khu cấp cứu. Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Lang Chánh đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay.